Công chúa đã biết tình hình của chúng ta rồi. Nếu như cô ta bán đứng chúng ta cho địch quan diễn thì... Không thể như vậy. Kiều Phi Yến không ngốc tới như vậy. Tử Yên không thể nào biết được. Đây là bí mật của cẩm viên công chúa. Không thể nói với người hầu được. Vậy tất nhiên Tử Yên cũng không biết. Chuyện cẩm viên công chúa và Lương Vũ Tiêu lại là hai tỷ bụi sinh đôi của ừ. nhau. Đúng vậy. Vì vậy, theo cách nghĩ của cô ta cẩm viên công chúa hãm hại lương vũ tiêu Đã bởi vì công chúa quá thích quan diễn ừ. nè nè nhân ngày làm sao mà đoán ra được quan diễn đã thử ra được võ công của cẩm viên công chúa nhất định khiến cho linh luân rất lo sợ cho nên linh luân mới tới hại quan diễn nhưng mà thật không ngờ cẩm viên công chúa lại mạo hiểm đi cứu quan diễn quan diễn đuổi theo cẩm viên công chúa nhìn thấy người đó có khuôn mặt giống lương vũ tiêu cho nên cô ấy mới xông vào thiên lâu à, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi điều còn lại chính là tìm được sát thủ trong hoa mai ừ. không phải có thể mà là khẳng định cũng có nghĩa là quan thượng cố ý thả địch quan diễn đi thông qua hắn để điều tra cẩm viên công chúa nếu như công chúa giả bị phát hiện, địch nhân kia có nghi ngờ công tử hay không? Không phải là có hay không, mà là ông ta đã bắt đầu nghi ngờ ta. Nếu như mà không thì làm sao mà ông ta có thể thử chữ giết ta chứ? Vậy phải làm sao? Tướng gia đã tới ngoài thành Lạc Dương rồi. Kế hoạch của chúng ta sắp được thực hiện rồi đó. Bên tướng gia đã chuẩn bị xong chưa? Tướng gia đã liên hệ con của Phạm Dương Dương. Bọn họ đã chiêu mộ ba dạng binh mã rồi lại có hổ phù điều binh ở trong tay không lâu sẽ có thể tiến tới xung quanh của thành lạc dương rồi chỉ cần có mệnh lệnh là lập tức tấn công vào thành lạc dương lập tức đi tìm cẩm viên công chúa phải không chế được công chúa và địch quan diễn tới khi nào cần thiết thì trừ khử cả hai người e rằng không ổn rồi kiều phi yến là con gái của tướng gia tướng gia vì cậu đã mất đi một người con gái rồi không thể để tướng gia chẳng phải lương vũ tiêu vẫn còn sống sao Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể khẳng định Lương Vũ Tiêu chính là đứa con gái còn lại của tướng gia mà. Hơn nữa, giờ cô ta bị giam trong thiên lao, sống chết còn chưa rõ. Vì đại nghiệp của Lý Đường e rằng chỉ có thể để cho họ chịu thiệt thôi. À, công tử, tôi còn nghe thấy một tin nữa. Thái tử Lý Hiền cũng chính là cha của công tử vẫn còn sống đó. Phụ chương vẫn còn sống? Ông nghe tin tức này ở đâu vậy? Tin từ phụ của Võ Thành tự đồn ra, sở dĩ thái tử lý hiền uống thuốc độc tự tử chính là chiêu lừa gạt tất cả mọi người của võ tắc thiên và địch nhân kiệt thật ra thái tử vẫn luôn ẩn náu ở quê nhà của địch nhân kiệt nghe nói mấy ngày trước vừa mới đón về kinh thành vậy bây giờ cha của ta đang ở đâu chắc là ở trong cung à... địch quan diễn huynh chạy đi đâu mất tiêu vậy không đúng tại sao ta phải tốn công đi tìm huynh ấy nếu huynh ấy đã nghi ngờ ta rồi, thì phải đi tìm ta mới đúng. Nhưng mà ta cải trang khá hoàn toàn, sao huynh ấy có thể nhận ra được? Phấn Nhi Mụi xin lỗi Mụi không phải cố ý muốn giết tỷ Những ngày tháng qua mụi vẫn luôn rất hối hận Mụi biết tỷ nhất định rất hận mụi Mụi cũng rất hận bản thân mình Nếu không phải vì địch quan diễn Thì mụi nhất định xuống dưới suối vàng với tỷ Phấn Nhi tỷ 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 tha thứ cho mụi được không? mụi sẽ đốt nhiều giấy tiền cho tỷ thắp thật nhiều nén nhang nếu như có kiếp sau mỗi nhất định làm trâu làm ngựa cho tỷ bây giờ mụi phải đi tìm quan diễn mỗi nhất định sẽ tới thăm tỷ nữa công chúa <laughs> thần địch quan diễn khấu kiến cẩm viên công chúa sao ngươi lại tới chỗ này tôi biết là cô sẽ tới thăm cô ta linh lung đâu linh lung trang ở đâu linh lung linh lung là ai đã tới nước này rồi cô còn chơi trò trốn tìm với tôi sao cuối cùng thì ngươi cũng biết ta là ai rồi tôi còn biết là khuôn mặt của cô rất giống một người còn lại ai lương vũ tiêu Thật ra cô là người như thế nào Bổn công chúa mà người cũng không biết nữa sao Cô không phải là màn thầu Cô không phải cháu gái của hoàng thượng Đương nhiên cô phải cẩm viên công chúa rồi Nói vậy là Ngươi vẫn luôn giám sát ta Thám thính ta Nếu như tôi đoán không lầm Thì những vụ án mạng xảy ra Ở Kinh Thành hung thủ thật sự là cô Cả Phấn Nhi cũng do cô giết Người nói đúng lắm Ta đúng thật là không phải bàn thầu Ta cũng không mong làm công chúa gì hết Bốn cô nương họ Kiều tên Phi Yến Là đối thủ của Võ Tắc Thiên Kiều Phi Yến Hãy lập tức theo tôi về đi Người đi với ta đi Đi đâu Ta dẫn người tới một nơi an toàn Tới lúc đó Ta sẽ nói ra hết mọi chuyện Với cầm trời này đều là của hoàng thượng Cô trốn tới chỗ nào cũng vô dụng Từ khi xảy ra vụ án mạng đầu tiên Ở thành Lạc Dương Tôi đã để cô chạy một lần rồi Tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai Tôi sẽ không sơ suất như vậy nữa đâu Nếu là như vậy Thì ngươi muốn bắt ta về quy án có phải không Ngươi nghĩ võ tắc thiên có ân nặng như núi với ngươi Ngươi nhất định phải trung thành tuyệt đối có phải không Ta thật ngốc Sao lại nuôi hy vọng ở ngươi Đòi khuyên ngươi bỏ đi theo ta chứ Sao lại vì muốn cứu ngươi mà có kết cục như ngày hôm nay địch quan diễn đúng vậy người mà tối hôm qua ngươi nhìn thấy chính là ta kiều phi yến giống thật sự quá giống lần đầu tiên khi ta gặp cô ta ở trong cung ta đã cảm thấy rất kỳ lạ lương vũ tiêu này tuyệt đối không phải người thường chắc chắn là trà trộn vào cung ý của cô là ta có thể cải trang không lẽ cô ta không làm được sao lương vũ tiêu tới giờ thăng đường rồi thăng đường. Oui. Wisu Lương Vũ Tiêu tham kiến đại nhân Lương Vũ Tiêu Bốn quan và trương giảng chi đại nhân Phụng chỉ thẩm tra vụ án của cô Hy vọng cô có thể khai thật tội danh của mình Cô đã từng là người ở bên cạnh hoàng thượng Bốn quan không muốn dùng hình với cô Cô có hiểu không? Địch nhân kiệt đâu? Tôi muốn gặp địch nhân kiệt ta và trương đại nhân hai vị nhất phẩm đại nhân đích thân thẩm tra vụ án này cũng coi như không có lỗi với cô rồi tôi không phải kêu địch nhân kiệt thẩm tra tôi mà tôi muốn địch nhân kiệt cùng tôi quỳ ở chỗ này chấp nhận thẩm tra lương vũ tiêu nghe khẩu khí tức là vụ án của cô và địch đại nhân có liên quan hả đương nhiên là có liên quan võ đại nhân nếu đã liên quan tới địch nhân kiệt chúng ta truyền ông ta tới nghe thử cũng không có gì không ổn hay là gì đi vụ án này lát nữa sẽ thẩm án tôi sẽ về cùng xin ý chỉ truyền chỉ địch nhân kiệt tới đại lý tự nghe thẩm án thần tuân chỉ hồ hỉ lạc à, có nô tài chuẩn bị kiệu trẫm cũng muốn đi nghe xem sao và cô tên Quách Thương Thành Năm xưa là trọng thần ở trong triều Mười sáu năm trước Vì muốn bảo vệ hậu vệ của Thái tử Lý Hiền Ông ta chịu đạo, Đem đứa con vừa mới ra đời đi vào trong cung Thay thế đứa con trai vừa mới ra đời của Thái tử Lý Hiền Việc này bị người ta phát hiện Quan thượng đã phái song hỷ Đưa con đi tới dân gian con hạ chỉ mãi mãi không được về kinh vậy cha mẹ tôi đâu sau khi cha cô đã cứu được con của thái tử đã rời khỏi kinh thành rồi nhưng mà nhưng mà cái gì nghe nói trên đường đi bị người ta sát hại à, là ai ai đã giết chết cha mẹ tôi là ông mau nói đi là <laughs> là địch nhân kiệt lương vũ tiêu bốn quan đã làm xong yêu cầu của cô rồi bây giờ cô khai được rồi đó tội thần xin khai nói cung nữ ngọc châu là do tôi giết tại sao cô lại giết cung nữ ngọc châu hãy khai thật đi vì địch quan diễn tại sao cô lại làm như vậy là địch quan diễn nhờ tôi giúp đỡ vì lúc đó tôi thích huynh ấy huynh ấy cũng nói sẽ cưới tôi tại sao hắn lại nhờ cô giúp đỡ bởi vì hắn muốn tìm một người thế thân là vì hoàng thượng không truy cứu chuyện phấn nhi bị sát hại Ê? không lẽ phấn nhi bị hại cũng liên quan tới hắn ta địch quan diễn từng nói với tôi phấn nhi là do hắn giết cô nói cái gì phấn nhi cho địch quan diễn giết à đúng vậy là huynh ấy chính miệng nói với tôi vậy tại sao hắn phải làm như vậy làm sao tôi biết được chứ mấy người nên đi hỏi huynh ấy mới đúng có lẽ địch đại nhân cũng biết chút ít địch đại nhân. <laughs> Ngài đã nghe thấy rồi đó, rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Lương Vũ Tiêu à, cô nói Ngọc Châu là do cô giết sao? Là tôi thì sao chứ? Nhưng mà không phải cô vẫn luôn khẳng định bản thân là vô tội chứ? Ai cũng biết đạo lý giết người là phải đền mạng. Làm gì có ai thừa nhận mình là hung thủ giết người sớm như vậy? Nói đúng lắm ta đã thẩm tra rất nhiều vụ án một người sản khóa như cô đúng là không nhiều mới có mấy ngày đã giác ngộ tới mức thông suốt như vậy thật khiêm có cô nói cô giết ngọc châu vậy cô giết như thế nào không phải là ông đã biết rồi sao là dùng kiếm kiếm đâu quăng rồi quăng ở chỗ nào ừ. tôi cũng không nhớ rõ trong cung hay là ngoài cung ngoài cung Lúc Ngọc Châu bị giết Tới lúc cô bị bắt lại Trước sau chỉ có nửa canh giờ thôi Còn dứt dày dính máu mà cô để lại từ Hoa Chiên Tới nơi ở nữ quan Trong thời gian ngắn như vậy Cô làm sao đi ra khỏi cung chứ Không phải ngoài cung, ở trong cung Lý đa tổ dẫn ba trăm vị ngự tiền thị vệ lục soát cả một đêm cũng không tìm được cây kiếm mà cô quát đi cô giải thích thế nào tôi đã thừa nhận là tôi giết người rồi các người còn muốn tôi phải làm sao nữa điều mà ta muốn hỏi là tại sao rõ ràng không phải cô giết người mà cô lại phải thừa nhận Ê, địch đại nhân theo như lời ngài nói thì cô ta không phải là hung thủ giết người sao một tên hung thủ sau khi đã giết người xong việc đầu tiên mà họ làm chính là đi tiêu hủy chứng cứ đem bỏ hãy giấu đi hung khí nếu như lương vũ tiêu giết người thời gian giết người cũng không có dài vậy hung khí giấu ở chỗ nào bỏ ở chỗ nào không thể nào không nói ra được chút manh mối lương vũ tiêu là trạng nguyên khoa giỏi, công phu cao tới như vậy giết một cô cung nữ tay trói gà cũng không chặt nữa có cần phải đợi tới lúc máu chảy đầy dưới đất chân ta phải dụng máu rồi để, để lại vết dày ở dưới đất hay không còn một chuyện nữa theo như những gì lương vũ tiêu nói giết người là vì muốn tìm một người thế thân để thoát tội cho chính mình vậy thì cô giết ai cũng được vậy duy nhất không được giết ngọc châu ai cũng biết cô ngày nào cũng làm phiền ngọc châu một khi ngọc châu chết rồi người đầu tiên bị nghi ngờ chính là cô được cứ coi như là những gì mới nói lúc nãy đều không thành lập vậy thì phi tiêu ở trong phòng ngọc châu giải thích sao đây nếu là của lương vũ tiêu hoặc của địch quan diễn để lại thì bọn họ không nên để lại thêm một mảnh giấy bởi vì mảnh giấy này tuy là có tác dụng giá họa cho người khác nhưng mà giá họa không phải ngọc châu mà là giá họa cho lương vũ tiêu đó không lẽ sau khi cô giết người xong là giá họa cho bản thân vì vậy cách giải thích duy nhất chính là Lương Vũ Tiêu không phải là hung thủ giết người Mà là vật hy sinh của cả vụ án này Nhưng mà điều ta cảm thấy rất kỳ lạ Lương Vũ Tiêu cô luôn phủ nhận việc cô giết người Tại sao đột nhiên lại thay đổi như vậy Có lẽ là địch quan diễn đột nhập thiên lao Muốn giết chết cô ta diệt khẩu cho nên cô ta mới tỉnh ngộ Địch quan diễn Mục đích xông vào thiên lao ở trước mặt nhiều người Chỉ vì muốn giết lương cô nương diệt khẩu sao Vậy theo ý của Ngài, đó là nguyên nhân gì? Vậy thì phải hỏi Lương Cô Nương rồi. Lương Cô Nương, bây giờ ta hỏi Cô Nương một câu hỏi cuối cùng. Cô có phải rất thích hay là đã từng thích địch quan diễn không? Vậy thì sao chứ? Điều mà ta quan tâm là Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến cho cô trong vòng mấy ngày từ tình yêu lại trở thành thù hận? Tôi hận hắn. Cũng hận ông. Hận tất cả mọi người ở đây. Bao gồm cả hoàng thượng đang ngồi đạo mạo an nhiên ở sau tấm rèm. Chắc là mấy người hiểu rõ hơn tôi tại sao tôi lại hận mấy người. Cô quả thật là con gái của Quách Tương Thành. <laughs> người nói đúng lắm. Phấn Nhi là do ta giết. Những người họ võ ở trong kinh thành cũng là do ta giết. Ta chính là hung thủ mà mấy người vẫn luôn tìm kiếm. Tại sao cô lại làm như vậy? Bởi vì ta hận bọn họ hận tất cả những người họ võ Bởi vì Phấn Nhi biết thân phận của cô Cho nên cô đã giết luôn cô Ngươi tưởng là ta muốn làm vậy sao Phấn Nhi là hảo tỉ muội của ta Bọn ta lớn lên với nhau từ nhỏ Còn thân hơn cả tỉ muội ruột thịt Nhưng mà cô vẫn giết chết cô ta Ta hết cách rồi Ta sợ cô ấy nói ra thân phận thật sự của ta trước mặt địch đại nhân Thật ra Ta không hề quan tâm tới thân phận cẩm viên công chúa Sở dĩ ta sợ bị lộ thân phận Hoàn toàn là vì ngươi Ta không muốn trở thành kẻ thù của địch quan diễn Ta thật sự rất hy vọng có thể giấu giếm như vậy tới hết đời Nhưng ta không thể nào ngờ được Người đầu tiên nghi ngờ ta Lại chính là ngươi Tại sao vậy? tại sao đối xử với ta như vậy là bởi vì lương vũ tiêu sao đây là hai chuyện khác nhau ở trong mắt ngươi chỉ có triều đình và lương vũ tiêu ta vì ngươi những gì nên làm đã làm rồi những gì không nên làm ta cũng đã làm rồi ta nghĩ đủ mọi cách muốn có tình yêu của ngươi không lẽ ta dốc hết sức mà lại có được kết quả như vậy sao Gì vậy cô muốn trừ khử lương vũ tiêu à đúng vậy vậy ngọc châu là do ai giết đương nhiên là ta giết rồi đồ đạc để trong phòng bà ta cũng là ta để ép ngọc châu hẹn gặp lương vũ tiêu cũng là do ta làm không đúng cô không thể là hung thủ giết chết ngọc châu hôm đó rõ ràng cô nhảy xuống hồ cô vẫn luôn nằm trên giường hoàn toàn không có thời gian đi giết người Ta cảm thấy Ngươi thật sự không giống con của địch nhân kiệt chút nào Cô biết tôi đã bắt đầu nghi ngờ cô Cho nên trong lòng cô sớm đã có dự tính mua chuộc hung thủ Ngươi nói sai rồi Nếu ta có thể mua chuột hung thủ Thì cần gì phải tạo ra chứng cứ không có mặt ở đó Ta thật lòng muốn nhảy xuống hồ Ta thật sự muốn biết Rốt cuộc ngươi có cứu ta hay không Cũng may Ta không nhìn lầm người Tuy ngươi không biết bơi nhưng ngươi vẫn nhảy xuống hồ cứu ta Hung thủ là ai Hung thủ sát hại Ngọc Châu thật ra là ai Ngươi cứ coi ta là hung thủ là được rồi Hạ tất phải liên lụy tới người khác Mang thâu Ngươi, ngươi đừng có hỏi ta nữa Ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu Cho dù triều đình có lỗi với cô Cho dù đứng kim hoàng thượng có lỗi với cô Vậy còn những người vô tội đã bị cô giết thì sao Họ đã làm chuyện gì có lỗi với cô vậy vũ tiêu làm chuyện gì có lỗi với cô chứ cô đã giết người còn vũ tiêu bị nhốt trong thiên lao chờ chết cô nghĩ có công bằng không ta biết là làm vậy không công bằng ta cũng rất hối hận nhưng ta không có sự lựa chọn từ nhỏ ta đã được nhồi nhét về thù hận và trả thù mục đích ta sống chính là để giết người vì bản thân cũng vì người khác nếu như không gặp được ngươi thì ta sẽ giết nhiều người hơn nữa cũng vì sự xuất hiện của ngươi ta mới phát hiện trong cuộc đời không chỉ có thù hận còn có tình yêu có niềm vui và hạnh phúc Màn thầu Tôi vẫn thích gọi cô là màn thầu Cô có chịu theo tôi về không? Người muốn dẫn ta về cung Bất cứ người nào làm gì sai Bắt buộc phải chịu trách nhiệm cho hành động của họ Tôi biết là Cô rất tốt với tôi Nhưng người vẫn muốn dẫn ta vào chỗ chết Tôi không có lựa chọn nào khác hết Người thật sự muốn dẫn ta về sao? tôi chỉ có thể làm như vậy. Tám tuổi tôi đã vào cung. Tôi trưởng thành với sự quan tâm dạy dỗ chăm sóc của Hoàng thượng. Giống như cô trung thành với Linh Lung, tôi phải trung thành với Hoàng thượng thôi, không có ai ngoại lệ hết. Cho dù là người yêu người nhất cũng không được sao? Không được. Thần, Lý Đa Tổ, khẩu kiến Hoàng thượng. Địch quan diễn có tin tức gì chưa Vẫn chưa có Vậy còn cẩm viên công chúa Thần đã phái rất nhiều người đi tìm kiếm Cũng không có tin tức Kêu mọi người Rút về hết đi Thần tuân chỉ Ta cho người ba sự lựa chọn Thứ nhất Người giết chết ta Sau đó đem cái đầu của ta đi dân cho võ tắc thiên có thể đổi được một cái nón quan to hơn cho ngươi thứ hai chúng ta cùng nhau chết sống không cùng giường chết cùng mộ coi như không uổng công quen biết nhau thứ ba chúng ta cùng bỏ trốn rời khỏi lạc dương trời xa triều đình tới một nơi không có ai quen biết chúng ta sống cuộc sống của chúng ta Mai Thu Người có biết không Giết người mệt Không giết người càng mệt Yêu cũng mệt, hận cũng mệt Ta không muốn một cuộc sống như vậy nữa đâu <laughs> hật diện. Dẫn ta đi có được không? Dẫn ta rời khỏi nơi này được không? Ta cụ thể bỏ trốn cùng cô. Tôi đã hứa với hoàng thượng sẽ có lời ăn nói với người, ta sẽ không thể nuốt lời. vậy người đồng ý chết cùng với ta không ta đã hiểu rồi nếu như người đã lựa chọn điều đầu tiên thì hãy mau chóng ra tay đi người yên tâm ta sẽ không chết người đâu nếu không có được tình yêu của người có lẽ chết đi chính là lựa chọn tốt nhất ra tay đi tôi không muốn ra tay với cô tôi chỉ muốn dẫn cô đi tôi biết là cô thích tôi cũng tốt với tôi tình cảm cô dành cho tôi tôi sẽ luôn ghi nhớ mãi trong lòng cô đã giết nhiều người như vậy dù tôi có thể tha thứ cho cô nhưng những người vô tội bị cô giết chết có chịu không dù họ chịu tha thứ cho cô bản thân cô có tha thứ cho chính mình hay không nói hay lắm ông hổ danh là con trai của địch nhân kiệt đoạt vô nha <laughs> Địch công tử cũng biết lão phu nữa hay sao Tiểu thư Tôi biết hai người đang ở chỗ này Cũng biết cô không đành lòng giết hắn ta Cho nên tôi tới để thay cô kết liễu ở quán này Địch công tử Ra tay đi Hay lắm Đừng trách tôi không khách sáo nha Dừng tay lại Chuyện của tôi và địch quan diễn chúng tôi sẽ tự giải quyết, không cần ông phải xen vào. Tiểu thư, đa tình chưa chắc có kết quả. Thôi thì để tôi giết chết hắn đi. Không được, tôi nói không được là không được. Vậy tôi chỉ có thể đắc tội tiểu thư một lần.

不是、啊啊呃 giết yến nhi dù tôi không giết cô ta địch quan diễn cũng không tha cho cô ta yến nhi là người của tôi sống chết của cô ta do tôi quyết định <laughs> mặc kệ cô ta đuổi theo ai dám đoàn đại ca chắc huynh cũng biết cái này là cái gì mà có phải không chỉ cần tôi rải ra thôi Mọi người đều sẽ mất mạng Cái này là huynh dạy cho tôi đó Linh Lung Cô điên rồi Tôi không điên Phải nói là Linh Lung bây giờ tỉnh táo hơn Linh Lung bất cứ lúc nào Đoàn đại ca Bao nhiêu năm rồi Tôi vẫn luôn nghĩ tới việc báo thù cho thái tử Muốn giết hết tất cả những người mang họ võ Kết quả thì sao Phấn Nhi đã phản bội tôi bây giờ kể cả yến nhi cũng phản bội tôi bọn họ thà chết đi cũng không muốn nghe những gì mà tôi nói tối hôm qua sau khi yến nhi đi rồi tôi vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc là tại sao chứ nhưng mà bây giờ hình như tôi đã hiểu ra rồi tôi đã cho họ quá nhiều thù hận quá nhiều đau khổ để bọn họ cảm thấy bọn họ sống không thuộc về chính bản thân mình một khi bọn họ giải thoát được thù hận và nỗi đau khổ đó họ sẽ cảm thấy cuộc sống không giống như những gì mà tôi đã cho họ bọn họ vẫn còn rất trẻ đều khát khao tận hưởng tất cả những gì mà họ muốn được tận hưởng đoàn đại ca lúc nãy quỳnh cũng đã nhìn thấy rồi yến nhi thà chết đi cũng phải đứng ra đỡ ám khí cho địch quan diễn bởi vì đó là điều cô ấy thật sự mong muốn cảm giác như vậy tôi cũng đã từng có năm xưa khi tôi và thái tử được ở bên cạnh nhau đã xem như có thể chết cùng với quỳnh ấy là việc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi Đàn bà, đúng là đàn bà Đúng là hết thuốc chữa rồi <laughs> Cô có từng suy nghĩ Nếu như Yến Nhi của cô đột nhiên phát hiện Cô thật chết trong vòng tay của người mình yêu Thì cô ta sẽ cảm thấy ra sao Là sống hay chết đều phải do chính bọn họ quyết định Chúng ta đã xen vào quá nhiều chuyện không thể cho bọn họ một cơ hội tự quyết định sao Cho họ cơ hội chính là làm mất cơ hội của chúng ta Sẽ làm mất sự chuẩn bị kỹ lưỡng của chúng ta trong 16 năm Chuyện của bản thân chúng ta cứ để bản thân chúng ta gánh giác Không nên làm khó bọn họ nữa Phẫn Nhi cũng đã chết rồi Cô ấy đã chết ở trong tay của tôi Tôi không muốn Yến Nhi giống như cô ấy vậy Chết trong sự thù hận và đau khổ Nếu như thật sự là như vậy Thì người cô ấy thù hận không phải võ tắc thiên nữa mà là bản thân chúng ta người muốn dẫn ta đi đâu vậy đi tìm lan trung ta không đi cô bị thương rất nặng mà ta không sao mang thôi trời ơi người còn gọi ta là màn thầu ta thật sự rất vui mừng cô nghỉ ngơi chút đi tôi đi tìm thuốc cho cô ê à, quan diễn ngươi đừng đi cô sợ tôi đi báo quan hả con người của ngươi nham hiểm độc ác có chuyện gì mà không làm được cho dù tôi muốn dẫn cô quay về cũng phải đợi khi lành vết thương mới về được Cô định làm cái gì Ta muốn nhìn vết thương một lát Để tôi giúp cô Đừng Đừng động đậy Đoạn vô nhai chắc đã thoa độc Ở trên ám khí rồi Sẽ làm ngươi bị thương Tôi không sợ đâu Ê, Người không sợ nhưng ta sợ Ngươi đang nhìn gì vậy Không có gì hết Giới thiệu này là kỷ niệm ngươi để lại cho ta Không đúng Không chỉ một cái mà là hai cái Cô bị tôi đông trúng một kiếm Sợ bị người khác phát hiện Nên cố tình bị tôi đâm thêm một kiếm Bây giờ ngươi mới biết Có phải quá muộn rồi không Nếu như không có sự phán đoán và gió công siêu phàm Thì không thể để hai vết kiếm đâm đều bị chung một chỗ Lúc đó ta không muốn đánh với ngươi Nếu không ngươi không làm ta bị thương được đâu <laughs> Giờ này mà cô vẫn cười được hả? Nè, ngươi không cảm thấy diễn xuất của ta rất thành công sao? Cô gạt ta rồi thấy rất vui đúng không? Đương nhiên là vui mừng Trong lòng ta rất là vui Thôi được rồi Bây giờ xử lý vết thương của cô trước đi Độc này rất lợi hại Có thuốc giải không? Không có Dịch là vô nhai đang ở đâu? tìm ông ta để làm gì? để lấy thuốc giải nếu không thì đừng nói không tìm được ông ta cho dù tìm được ông ta ông ta chịu đưa thuốc giải cho hay không? e rằng người chưa lấy được thuốc giải mạng của người đã mất luôn thì rồi cho dù mất cái mạng này của tôi cũng phải lấy thuốc giải về cho cô quan diễn đây là lời thật lòng của ngươi sao? cô cứu tôi cho nên mới bị thương địch quan diễn tôi trước giờ không muốn nợ ai. Ta biết là Trước giờ ngươi chưa từng yêu ta Trong lòng ngươi chỉ có lương vũ tiêu thôi Thật ra thì Tôi cũng rất thích cô Có câu nói này của ngươi Ta đã mãn nguyện lắm rồi Cô bị sao vậy Cô không sao chứ Làm gì mà quảng sợ như vậy Ta không sao Không đúng Sắc mặt của cô rất kém có phải là Đục tính phát tác rồi không à... À... Từ nhỏ Ta đã luyện công phu Độc không xâm chiếm được Độc của đoàn vô nhai Không làm ta bị thương được đâu Mang Thầu Mang Thầu cô bị sao vậy Lúc để cô gạt tôi đúng không Cô không hề luyện cô phu độc không xâm chiếm gì hết sự có luyện công phu độc không xâm chiếm được chỉ là lúc nhỏ ta quá ham chơi không luyện cho tới nơi tới chốn không có đâu không thể nào Mai cô cô không được chết cô cứ nằm ở đây cô hãy đợi tôi cô kiên trì một chút tôi sẽ đem thuốc giải về cho cô nhất định đợi tôi về quan chị đợi vô nhai đợi vô nhai ông đang ở đâu mau ra đi Đoàn vô nhai Đoàn vô nhai Lập tức ra đây cho tôi à. à. Ngươi lại Yến Nhi bị làm sao vậy Đoàn vô nhai ở đâu Mau dẫn tôi đi tìm Ta sẽ không để ngươi gặp đoàn vô nhai Không Tôi nhất định phải tìm ông ta Cho dù gặp được huynh ấy Ngươi cũng không lấy được thuốc giải Trừ phi lấy mạng của ngươi đi đồn Chỉ đoàn vô nhai chữa cứu mạng thù Tôi sẽ đưa mạng cho ông ta ngươi nghĩ như vậy sao tôi không thể để cô chết được cho dù đưa thuốc giải cho ngươi ngươi cứu cô ta rồi dẫn cô ta vào cung cô ta cũng phải chết đừng có nói nhiều lập tức dẫn tôi gặp đoàn vô nhai nếu không tôi giết mà có lẽ Lựa chọn của Yến Nhi là đúng đắn. Đứng lại! Tôi cơ bà đứng lại! Đi cứu cô ta. Dẫn cô ta đi. Đi càng xa càng tốt.